Nó tao cũng gãy tay xương tự nhiên mày hiểu. Có thể có là bước ba gì mà cứ phải để đọc cho biết. Người ta đang ngứa tay đúng không? Chẳng nghe ngứa tay không được gãi à? Thế con nói lại về cái vụ ăn bánh vừa nãy, cái vô lý của mẹ con đi. Nói đi. Nói gì nghe nào. Cái lúc mà con mà hỏi mẹ con có cái gì ăn không đấy, sao mẹ con bảo gì? À, hỏi mẹ có đói không á? Đáng nghĩa là mẹ chỉ lên nói như nào thôi. Đồ ăn này con ạ. Đúng, chỉ cần nói nhẹ nhàng hết đồ ăn rồi con ạ, đúng không? Đấy chưa? Không, mẹ không có đói không, đâu phải có đói chứ. Mày đói à? Mày đói à? Thế con bỏ ra. Con bất lực. Có nghĩa người ta xin đồ ăn chỉ cần nói nhẹ nhàng thôi là hết đồ ăn rồi con ạ, đúng không gấu? Ừ. Đây lại quay ra nói mình như thế nào? Mày có đói à? Mày đói à? Thế lại là mẹ ghẻ rồi đúng không gấu? Con kể cho bà nghe từ đầu câu chuyện đi, bà chưa hiểu đâu, kể cho bà nghe. Đầu tiên là con bảo là mẹ ơi, có cái gì cho con ăn tạm không? Thế lại bảo là mày đói à? Mày đói à? Sao con... Nhưng mà cái giọng điệu của mẹ đúng như nào? Giọng điệu như nào? Mẹ nói lại đi. Không, con phải nói chứ mẹ con làm sao dám nói. Nói bà ngoại bà anh chết ngay. Giọng điệu khó chịu hay giọng điệu dễ chịu? Giọng gớm gớm. Nhưng con biết con cũng... Giọng kiểu rất láo đúng không? Gớm đúng không? Thế thì lần sau gây gớm à? Thế con góp ý mẹ con, lần sau mẹ con chỉ cần nói thế nào thôi. Con bảo là con bảo như thế thì mẹ chỉ cần bảo là hết đồ ăn rồi con ạ. Ừ. Đấy cần thì mẹ bảo là mày đói à? Thật đúng là con mẹ hư. À không biết nói thế đấy. Thế thì con mẹ gớm ghê rồi, mẹ sai. Này chỉ cần nói nhẹ nhàng đúng không? Đây lại nói như nào? Nói như nào? Mẹ con cũng có một điều vô lý nữa ở nhà. Ừ con nói đi. Lúc con béo thì mày bảo ủa mày giảm cân đi. Xong lúc con lại con gửi đi được một tí xong mày xót xa quá. Mày không mở cơ. Xong lại ép cho ăn rồi. Xong lại bắt ăn đúng không? Xong con ăn xong tự nhiên con ăn tôi tăng cân rồi. Lại tăng cân rồi, giảm đi. Bó tay không biết là làm mà chiều đúng không? Khó tính nhé. Chịu không, không thấy trong danh sách bạn bè của bà nữa. Không thấy nữa bà. Con chiều xuống nhà bà. Xem thấy cái ảnh nó đăng. Này. Này, gấu ơi gấu. Gấu tả lại cái thái độ mẹ con bảo con mày đói à, mày lại đói à. Tả cho bà ngoại xem. Mày đói à? Mày đói à? Tao cũng cười. Mày tao. Tao phá rồi đấy, tao cười đều đi nhá. Mà này, tại sao mẹ với con rồi. Mà lại cứ gọi mày với tao nhỉ? Mẹ sai. Đúng không? Hôm nọ đã bảo ấy chứ. Sai mẹ.